Anh chị và các bạn thân mến, đây là cơ sở chim cu gáy của mình. Mình cũng xin phép chia sẻ với tất cả các quý vị, các bác, anh chị em ở trên mọi miền Tổ quốc. Mình tên là Thao. Mình có cái địa chỉ thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì cái thế mạnh của bên mình cũng xin được mở ngoặc với quý vị và anh em trên mọi miền Tổ quốc là mình có cái lượng chim giống, chim non cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Cái công thức cũng như cái quy mô thì cũng rất là lớn. Thế thì trên màn ảnh các bạn đây là một đôi chim trắng. Cái giống chim này thì có cái ưu thế là chúng sẽ rất là thuần. Mình có thể là thay đổi trứng, thay đổi con để chúng có vẫn cứ nuôi bình thường. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ phải có cách của nó. Có những đôi nó cũng sẽ rất là kén, nên là thường những đôi già và những đôi mà mình huấn luyện được thì nó sẽ là như vậy. Thì như thế này là hai con nụ hơn ở sâu đó là hai trứng của một cặp, còn cái con già hơn kia là một con được san ra từ, có nghĩa là hai đôi bố mẹ thì sẽ nuôi được ba đôi non. Mình sẽ dùng công thức là nuôi ba con thì nó sẽ gì, nó sẽ bón đều đặn, mình không phải hỗ trợ, nó sẽ không vất vả cho con chim và nó sẽ đảm bảo chim không bị còi. Quý vị các bạn nếu có nhu cầu các bạn mua chim giống của bên mình thì mình có hai cái điều đảm bảo. Đảm bảo thứ nhất là chim rất là khỏe mạnh và gen giống rất là tốt. Đảm bảo thứ hai là bên mình sẽ giao hàng đúng theo cái thời gian, địa điểm cũng như chất lượng. Bởi lẽ là bên mình cái hoạt động của bên mình như sau. Cái thời gian đầu thì mình rất là chiều khách hàng, mình cũng sẽ liên hệ số điện thoại, địa chỉ, mình sẽ tìm cái nhà xe về tận nơi cho các bạn. Thế nhưng mà qua quá trình hoạt động thì cũng có một số những cái trường hợp ý thức của các bạn là không gọi điện, nhưng mà cũng không thiết tha là chim của mình cũng đi du lịch rồi lại quay về văn phòng ở Hà Nội. Thì đến thời điểm này thì mình đang hoạt động ổn định, mình hoạt động theo cái phong thức như sau. Qua cái video này mình cũng muốn nói để cho tất cả các anh em là cũng hết sức là mua bán lành mạnh. Thứ nhất là các bạn nên tôn trọng cái việc mua bán qua mạng, chúng ta nên lịch sự, văn minh và nên trung thực. Thứ hai là bên mình sẽ có số tài khoản ở trên trang web cũng như gọi thẳng cho mình. Và lưu ý các bạn gọi cho mình vào những cái giờ hành chính hoặc là buổi tối. Đấy. Và báo cáo thật với các bạn là buổi trưa là mình thấy là các bạn hay lên YouTube hoặc là các kênh khác, các bạn nghỉ, các bạn lại gọi cho mình. Nhưng mà kỳ tình là cứ như vậy kéo dài thì mình cũng rất là mệt mỏi. Tại vì buổi trưa thì mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút, phải chia sẻ rất thật với bà con là như vậy. Cái thứ hai là buổi tối thì các bạn gọi lúc nào cũng được, hoặc là cái giờ hành chính mà các bạn nên tìm hiểu kỹ rồi thì các bạn cũng sẽ mình cũng sẽ sẵn sàng giúp các bạn. Thế nhưng mà thực sự là với đặt cương vị như các bạn, với một mình mà tiếp rất nhiều người thì các bạn cũng có thể là thông cảm cho mình. Cái hình thức như sau. Cái giá thành thì mình cũng sẽ đưa ra là cái form của nó là nó rơi vào khoảng 500.000 một đôi chim giống. Và những cái đôi chim này thì thường là những cái lúc nó như thế này, là ngày 1, ngày 2 là mình sẽ bắt ra mình bón bộ như thế này. Để những con chim mà mình chuyển cho các bạn là thường nó sẽ như thế này. Đó. Thường nó sẽ như thế này.
khi mà nó đã ấy rồi, nó đã biết theo người rồi, nó đã nhao nhao như thế này rồi, đó có nghĩa là mình đã bón hộ các bạn một tuần nay rồi, thì nó đã đứng cầu như thế này, đó, nó đã đứng cầu như thế này, hoặc là nó đã như thế này là nó đã biết mổ rồi, nó mổ gọi là mổ rõ ràng rồi, đó, thì các bạn thấy là gì, những cái con chim như này nó đã đây này, đưa tay vào nó cứ rúc vào như kiểu rúc vào mồm mẹ của nó đây này, thì các bạn bón rất là dễ, và chim thì nó rất là khỏe mạnh đảm bảo đấy. Đấy, các bạn nên nhớ là khi các bạn mua về là các bạn cho uống nước, đừng cho ăn vội, cho uống nước, tại vì nó đi đường dài nó thiếu nước nó mệt. Đó. Thì các bạn thân mến, đây là gì? Đây là cái sản phẩm mà thực tế là mình có úm bóng như này để cho nó giữ nhiệt độ, nó không bị lạnh bụng. Đó. Thì trở lại vấn đề là mình sẽ làm việc với các bạn như sau. Tất cả những cái việc giao dịch thì chúng ta nên trung thực với nhau và thành khẩn với nhau. Thì số tài khoản của bên mình là 22102051561. Mình rất ưu tiên các bạn chuyển khoản, mình sẽ bớt bát cho, bởi vì chúng ta không phụ thuộc vào nhà xe. Chúng ta là những người chơi chim và yêu chim, chúng ta cũng nên thường, tôi nghĩ là toàn là những người rất là lịch sự văn minh và những người sống rất chân thành với nhau trong cuộc sống. Thế thì những con đôi chim trị giá 500.000 thì mình cũng sẽ không có cái lương tâm nào để mình không chuẩn với các bạn về cái việc một trống hay một trống một mái, hay là cái chim nó không đảm bảo về các yếu tố khác theo như thỏa thuận của anh em chúng mình. Cái thứ hai là cái cách thức là bên mình có văn phòng tại bến xe Mỹ Đình, mà cũng có thể nói là văn phòng tại trung tâm Hà Nội, các bến xe như Mỹ Đình này, Gia Lâm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, hay là ở trung tâm Hà Nội một cái địa điểm nào đấy. Ví dụ như các anh ở Thanh Hóa, các anh ở Nghệ An, các anh ở Yên Bái, Lào Cai, các anh chủ động mua chim thì các anh lên tìm một cái nhà xe từ cái địa phận của các anh, và các anh gửi tiền cho nhà xe đó. Sau đó là các anh đưa cái phiếu số điện thoại của bên mình nó, và cho mình gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho mình thông báo cho mình là đã đưa tiền và cho mình số nhà xe, thì bộ phận ở bên mình, nhân viên của bên mình sẽ tự liên hệ với nhà xe là thời gian nào thì vào bến Mỹ Đình, vào bến Gia Lâm, và đã cầm tiền của khách hàng chưa. Sau khi xác minh như vậy thì bên mình sẽ chuyển chim cho các bạn và giao chim cho các bạn qua nhà xe, và bên mình cũng sẽ nhận tiền luôn qua nhà xe. Vậy vị trí chuyến quay về là các bạn sẽ nhận được chim của nhà xe. Làm cái việc như vậy thì bên mình sẽ cũng sẽ bớt bát cho các bạn được, bởi vì việc mua bán qua mạng này nó phải có niềm tin. Trước kia mình cứ chuyển chim đi, có những lần chuyển chim đi lên tận vùng xa, nhưng mà khách hàng là không nhận, hoặc là đơn giản nhất là có những nhiều bạn nói thật, chia sẻ, các bạn cũng hết sức thông cảm, có nhiều bạn thích thì thích thật, thế nhưng mà nhiều khi lúc đấy là lại vừa mới chơi con nô hết tiền rồi ở nông thôn đấy, hoặc là ví dụ như là vợ là lại không thích nuôi, là lại cả lể, là lại không mua nữa, bởi vì các bạn chỉ mất có một cú điện thoại. Nhưng với chúng tôi thì chúng tôi đã gì, mất cả một quá trình thời gian tội nghiệp con chim, nó được xuất ra khỏi, đóng gói cẩn thận, nhà xe alo ale rất cả, nhưng mà cuối cùng trở về là gì, các bạn không lấy chim, người chịu đựng là tôi. Vậy vì khi là tôi bây giờ tôi đã quyết định làm cái video này để cũng mong là cái tinh thần mua bán qua mạng một cách văn minh lịch sự, và cũng là gì, để tránh mất thời gian của nhau, và những người làm nhà xe họ cũng không phải hứng chịu những cái việc bực mình như vậy. Cái hình thức đơn tiếp theo là các bạn có thể chuyển vào cái số tài khoản 22102051561681, chủ tài khoản Vũ Văn Thao. Tài khoản của mình là tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì, chúng ta hay gọi là Agribank chi nhánh Ba Vì. Thì trên cái kênh của cá nhân của mình cũng như cái
một số những cái video khác mình cũng thường nhắc đi nhắc lại cái số tài khoản như vậy. Và trong quá trình thời gian qua thì mình cũng hết sức là thấy là bất ngờ, bởi vì cũng có rất nhiều người tốt, họ thường là đã chuyển khoản cho mình trước, sau đó họ mới gọi điện cho mình, họ bảo đấy, tôi tên là Hùng, tôi ở địa chỉ A, địa chỉ B này, tôi cũng có nghe và xem của anh, thấy cũng rất là lịch sự và rất là tin tưởng, thì tôi đã chuyển cho anh là 500.000 rồi, thì mong anh là tiếp nhận đơn hàng và chuyển cho mình một đôi chim cu gáy giống non đang còn bón. Thì mình rất là hoan nghênh, mình khuyến mại luôn cho một bộ xi lanh bón và một lượng cám theo cái pha chế của mình. Thì các bạn sẽ để lại số điện thoại, chỉ cần số điện thoại là đủ, bởi vì số điện thoại là bên nhân viên của văn phòng ở Hà Nội của mình sẽ tự động liên hệ cho các bạn và xác minh các bạn là thuộc địa chỉ nào, thuộc cái tuyến xe nào, và khi các bạn chúng tôi ra nhà xe chúng tôi gửi thì chúng tôi cũng sẽ họ đưa dơ ra cái địa chỉ và nhà xe họ định nghĩa được cái địa chỉ đó, họ có đi qua hay không, có làm được nhiệm vụ hay không thì họ mới nhận, để tránh cái trường hợp là chim đi xa không gì nó sẽ không đảm bảo về con chim. Thì chính vì vậy là bên mình đã gửi về tận vào trong Sài Gòn, vào trong Gia Lai, vào trong Cà Mau, vào trong Bình Phước, cái việc đấy nó vẫn gửi bình thường, bởi vì hệ thống nhà xe họ đã quá quen thuộc với cái thương hiệu chim cu gáy của anh Thao thuộc ngoài miền Bắc Ba Vì, thì họ cũng đã có trách nhiệm là cho ăn cho uống trên đường hết sức đảm bảo. Thì hy vọng rằng một thời gian tới đây mình sẽ có được những cái giống chim hay hơn, những cái loại chim về tiếng hót cũng như màu lông, để đóng góp thêm cho cái vườn hoa chơi chim cu gáy của chúng ta. Một lần nữa, không biết nói gì hơn, xin chúc tất cả những người yêu chim cu gáy và biết đến kênh cá nhân của Vũ Thao một sức khỏe, một sự thành đạt trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng hãy đăng ký kênh của chúng tôi, của mình. Mình sẽ chia sẻ những cái video chân thành, sát thực và cụ thể nhất về cái chủ đề con chim cu gáy và con chim đa đa. Số điện thoại liên hệ của bên mình là 0163530982, ứng với cái Zalo được đăng ký bởi số điện thoại trên. Và các bạn vào cái kênh YouTube là search theo cái tiêu chí là Vũ Văn Thao, thì có đó là cái biểu tượng chim cu gáy của mình, cũng như cái kênh chim cu gáy hay của mình qua cái kênh Zalo và cái kênh Facebook. Cái Facebook của mình thì được đăng ký theo cái tiêu chí Gmail là máy tính Ba Vì a@gmail.com. Mình cũng không có nhiều thời gian để tiếp hết được tất cả các bạn trên mọi miền tổ quốc, thì cũng có phần khiếm khuyết, mong quý vị các bạn thông cảm. Nếu các bạn có những cái gì cấp thiết, ví dụ như chim bị bệnh hoặc là có những cái vấn đề nó nóng hổi hơn, thì các bạn nên chủ động gọi cho mình, và nên gọi vào những cái giờ như mình có thể nghe được. Ví dụ buổi trưa là tầm từ 11:30 đến 12:30 là mình không nghe được. Còn ngoài ra thì thường là mình cũng vẫn nghe được. Và tất nhiên là có cái một sim, hai sim thì mình cũng cố gắng nghe được hết, bởi vì có những lúc mình đang đàm thoại thì có thể là cũng các bạn không liên lạc được, thì các bạn hoặc là báo gọi nhỡ mình sẽ gọi lại, hoặc là các bạn kiên trì gọi lại cho mình, thì mình sẽ hết sức cảm ơn vì các bạn đã tin tưởng với mình. Thì qua đây cái video này mình cũng chia sẻ, mạnh dạn chia sẻ như vậy, có thể là hợp lình hợp tí với những người, một số người, cũng có một số anh em nghĩ bảo là người này thế nọ thế kia, thì mình cũng không biết nói gì hơn. Mong các quý vị anh chị thông cảm. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt, chúc một buổi sáng may mắn và thành công trong công việc.